Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bật mí chiêu giấu tiền hối lộ của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Có người thì cho rằng cứ so sánh mức độ lương so với tài sản hiện có các quan chức thì 100% người ta biết rằng tài sản mà họ có được là do hối lộ. Có người dùng tiền để xây biệt phủ, người thì dùng tiền để gửi ra nước ngoài mua nhà, mua quốc tịch và đầu tư cho con cái ăn học. Nói chung họ sẽ cất giấu những nơi nào mà họ có thể giấu được. Giải thích nguồn tiền khổng lồ mà quan chức nhờ làm quan có được, có những người trả lời rất bất tín, đó là họ nói rằng buôn chổi đót hoặc họ chạy xe ôm, họ làm thối móng tay vân vân. Nói chung khi tài sản bất chính thì khó mà giải thích được nguồn gốc cho thông. Nếu ở nước ngoài, khi quan chức bất ngờ có những khối tài sản bất minh, khi nắm quyền sẽ bị điều tra. Tuy vậy, ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã dung túng cho các quan chức. Chỉ những quan chức nào bị đưa vào tầm ngắm thì báo chí mới được phép vào cuộc. Còn quan chức nào chưa vào tầm ngắm thì báo chí phanh phui sẽ bị trừng trị. Đây là hình ảnh ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Mới đây, khi cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bị bắt, người ta mới biết rằng khu biệt phủ của ông này. Biệt phủ này nó không lớn ở căn nhà, mà nó lớn ở khu vườn. Khu vườn cảnh của ông Trần Đình Thành, theo giới chơi cây cảnh, đánh giá là có giá trị rất lớn. Một bạn đọc am hiểu về cây cảnh cho Thời báo chấm đê biết rằng một cây cảnh đẹp là vô giá, đặc biệt là những cây bonsai vừa cổ vừa đẹp vừa hiếm thì trị giá hàng triệu đô la một tác phẩm. Người này cho biết nhiều cây cảnh có giá trị còn lớn hơn cả căn biệt thự khổng lồ. Có nhiều cây cảnh hiếm đến mức dù có tiền vẫn không thể mua được nó. Một cây bonsai tầm thường có thể chỉ vài triệu đồng là mua được, nhưng có những cây quý hiếm thì giá trị có thể lên đến hàng vạn lần cây bình thường. Nếu sưu tầm cây cảnh quý hiếm thì trăm tỷ mua không được nhiều cây quý. Gần đây, báo chí đã đăng hình ảnh căn biệt thự của ông Trần Đình Thành, khiến nhiều người phải choáng váng vì sự to lớn của nó. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh ủy này đang chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, vườn bonsai của ông này hiện đang có giá trị rất lớn. Đây là hình ảnh căn biệt thự hàng ngàn mét vuông của ông cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Mua một căn nhà thường lưu lại giấy tờ hợp đồng mua bán. Nếu điều tra thì công an có thể lục ra giấy tờ mua bán. Mặc dù vậy, giá trị của cây bonsai tuy lớn nhưng hoàn toàn lại không có giấy tờ mua bán để chứng minh cây ấy có giá trị bao nhiêu. Cho nên, việc giấu tiền tham nhũng vào các chậu cây tiền tỷ cũng là an toàn nhất, không ai có thể truy ra dấu vết. Ở Việt Nam, nhiều nhà trồng cây bonsai cũng biết kinh doanh cây cảnh. Nếu có tay nghề chăm sóc, tạo tác phẩm thì khi mua về chăm sóc một thời gian, giá trị cây cũng sẽ tăng lên. Khi đó, số tiền đầu tư vào cây cảnh còn sinh lời thêm, đôi khi không thua gì đầu tư vào nhà đất bất động sản. Đây là hình ảnh cây bonsai tiền tỷ của ông Trần Đình Thành. Với cơ ngơi đổ sộ và vườn cây kiểng có giá trị rất cao cho thấy ông Trần Đình Thành đã giấu tiền vào những gốc cây có giá trị như thế. Đây là cách giấu tiền, rửa tiền được cho là hết sức mới lạ. Cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận căn nhà từ tiền tham ô mà có, nhưng không ai kết luận cây cảnh là tiền tham ô, bởi người ta không biết chủ nhân của nó đã trồng hay đã mua những cây bonsai ấy. Một người làm quan thì cả họ được nhờ là rất đúng so với hoàn cảnh hiện nay. Cũng có thể nói làm quan chức không ở quốc gia nào mà giàu có như quan chức ở xứ Việt Nam. Một quan chức ở cấp quận, thậm chí cấp phường cũng có thể cho con đi du học tốn kém. Tiền bất chính có những khi bị khui ra, và ông Trần Đình Thành lại nghĩ ra cách rất độc lạ. Đó là dùng tiền ấy mua cây bonsai có giá trị, vừa thỏa thú vui trồng cây cảnh, vừa là nơi cất giấu tiền an toàn, vừa bán lại có sinh lời rất cao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 156 bất động sản bất minh của Vạn Thịnh Phát, 156 mũi tên, hai Nhật có thoát đường nào hay không. Những lò toàn đất vàng đắc địa rơi vào tay Vạn Thịnh Phát được nhiều người nhắc đến, nhưng con số 156 bất động sản đắc địa rơi vào tay Vạn Thịnh Phát làm nhiều người phải giật mình vì con số khủng của nó. Nếu không có sự đỡ đầu của lãnh đạo thành phố thì không thể nào Vạn Thịnh Phát thâu tóm một số lượng bất động sản lớn đến như vậy. Vào ngày 20 tháng 10, Công an TP.HCM cho biết họ đang xác minh nguồn gốc của 156 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát. 156 bất động sản này hầu hết nằm ở những vị trí đắc địa trên các địa bàn ở quận 1, 3, 5, 7 của TP.HCM và được biết việc xác minh nhằm phục vụ công tác
điều tra. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác định nguồn gốc của 156 quyền sử dụng đất có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ công tác điều tra. Theo những thông tin nhận được thì cơ quan điều tra đã xác định nhiều bất động sản của Vạn Thịnh Phát có cách chuyển nhượng tương tự như nhau, và điều đặc biệt nữa, càng điều tra càng bể ra rất nhiều bất động sản mà trước đó trong hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra chưa nắm được. Vụ án này xem ra rất phức tạp. Để công vụ việc điều tra xác minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, xác định và cung cấp cho công an thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc hoặc không rõ nguồn gốc, và đặc biệt là những bất động sản có liên quan đến tài sản của nhà nước trước đây. Kết quả đã lòi ra 156 bất động sản được yêu cầu xác minh, hầu hết nằm ở các vị trí rất đắc địa thuộc các quận 1, 3, 4, 5, 7 và thành phố Thủ Đức là quận 2 hoặc quận 9 cũ. Trong số này có nhiều tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố như Times Square 22-36 Nguyễn Huệ, Sài Gòn Prince 59-573 Nguyễn Huệ, trung tâm dịch vụ văn phòng Vạn Thịnh Phát Nguyễn Huệ, tòa nhà Union ở Đồng Khởi, tòa nhà IFC One Sài Gòn số 34 Tôn Đức Thắng, vân vân. Đây là hình ảnh 156 bất động sản của Vạn Thịnh Phát đang bị rà soát. Trước đó vào ngày 7 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Kèm theo đó là quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua trái phiếu trái với quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Như vậy là 156 bất động sản mà Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm được hiện nay chẳng khác nào 156 mũi tên đang chĩa vào nhà Lê Thanh Hải. Những mờ ám hiện nay liên quan đến các quy định giao đất hiện giờ đã thành một đống hồ sơ. Những người chỉ liên quan đến một vài bất động sản bất minh như đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã kéo đổ không biết bao nhiêu quan chức chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vào tù, thì nay với con số khủng là 156 quyết định mà không quyết định nào liên quan đến ông Lê Hai Nhật Lê Thanh Hải là điều không hợp, dường như rất khó tin. Đây là hình ảnh vụ Vạn Thịnh Phát là một vụ án rất lớn. Tội của ông Lê Thanh Hải thì đã rõ từ vụ Thủ Thiêm, chứ không phải là đến khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì mới lộ ra. Tuy nhiên, việc bắt Lê Thanh Hải đến nay vẫn chưa được thực hiện, làm nhiều người nghi ngờ rằng ông Lê Thanh Hải có thế lực chính trị phương Bắc đỡ đầu, nên ông Trọng không thể động vào. Hiện nay, hướng điều tra của Vạn Thịnh Phát đã được chuyển hướng, đó là điều tra vào cách thâu tóm bất động sản. Điều tra này cho thấy ông Trọng đang nhắm vào sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, có tóm được ông Lê Thanh Hải hay không lại là một câu chuyện khác. Vụ việc ngày càng lở loét ra, người dân hy vọng vụ án có thể dẫn lính của Tô Lâm vào nhà Lê Thanh Hải. Và liệu ông Trọng có bứng được Hai Nhật hay không thì chúng ta sẽ chờ xem, hồi sau sẽ rõ.